Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn trang mới để bắt đầu cho một ngày mới của mình. Và những nội dung đáng chú ý nào sẽ có trong 15 phút của chương trình sáng nay. Hãy đồng hành với chúng tôi tới phút cuối của chương trình. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chúng tôi vừa tổng hợp. Trước hết là một số sự kiện sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Vào chiều hôm nay thì Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 14 sẽ tổ chức phiên họp thứ 55 dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phiên họp sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tháng 12 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021, dự thảo quyết định về công khai quyết toán ngân sách năm 2019 và công khai dự toán ngân sách năm 2021. Dự thảo quyết định về phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 cùng một số dự thảo quyết định quan trọng khác. Và vào sáng nay thì chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Sơn La cũng sẽ tổ chức đại hội nhiệm lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay thì trên địa bàn thành phố Sơn La có hơn 30 người hầu hết đều là thương binh và đang bị phơi nhiễm chất độc da cam việc thành lập tri hội nạn nhân chất độc da cam thành phố sơn la sẽ phối hợp với chính quyền các tổ chức đoàn thể địa phương và các tổ chức xã hội các nhà hảo tâm từ thiện trong và ngoài thành phố chung tay chăm sóc giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam dioxin về vật chất tinh thần giúp đỡ phương tiện sản xuất chăm sóc sức khỏe đồng thời đảm bảo việc chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho những người được hưởng đúng chế độ nhờ đó mà cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam dioxin sẽ được cải thiện hơn và cũng trong ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều những sự kiện nổi bật khác sẽ diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Nội dung chi tiết về các sự kiện này sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết hơn trong các chương trình thời sự phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị đón xem. Chuyển sang những thông tin khác, thúc đẩy phong trào ngày hội toàn dân chăm lo Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo tới các sở ban ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai phát động quyên góp ủng hộ thăm tặng quà đối với các hộ nghèo, gia đình con cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam đang sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh. Để hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Tân Sửu tới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và hội chữ thập đỏ là cơ quan, đơn vị phát động, vận động và tiếp nhận sự ủng hộ của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên hội viên của các tổ chức đoàn thể, nhân dân đóng góp cho phong trào tương thân tương ái, không để người nghèo, nạn nhân chất độc da cam bị bỏ lại phía sau. Mọi hành động việc làm giàu lòng nhân ái của chúng ta và của cả cộng đồng ngay từ ngày hôm nay sẽ giúp cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các hoàn cảnh khó khăn khác ở tỉnh Sơn La sẽ có thêm một mùa xuân ấm áp yêu thương. Năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Sơn La được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định với tổng số thu là hơn 15.311 tỷ đồng, tổng số chi là hơn 15.046 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các sở ban ngành và 12 huyện thành phố tại các sở ban ngành, việc phân bổ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách đúng chính sách chế độ, dự toán được sao, tỷ lệ giao chi tiết đạt khoảng 95% dự toán, dành đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương và bố trí hợp lý cho các mục tiêu ưu tiên. Đối với một số huyện quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương một số nội dung chưa phù hợp, bố trí dự phòng ngân sách địa phương chưa đảm bảo tỷ lệ 2% tổng chi ngân sách Đối với một số huyện quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương, một số nội dung chưa phù hợp bố trí dự phòng ngân sách địa phương chưa đảm bảo tỷ lệ 2% tổng chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân cung cấp trong quá trình điều hành ngân sách năm 2020, phân đấu tăng thu tiết kiệm chi để bổ sung ngân sách cho các lĩnh vực bố trí thấp hơn dự toán được giao. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, toàn tỉnh Sơn La sẽ có 25.000 hecta cây trồng, gồm các loại cây trồng theo nhu cầu của nhà máy như trà là chanh leo, dứa, ngô ngọt, rau chân vịt, với sản lượng ước đạt khoảng gần 360.000 tấn, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhà máy chế biến rau quả Doveco tại huyện Mai Sơn. Để đảm bảo vùng nguyên liệu cho nhà máy hoạt động, trong giai đoạn từ năm 2020-2025, toàn tỉnh Sơn La sẽ có khoảng 25.000 hectare cây trồng, gồm các loại cây trồng theo nhu cầu của nhà máy chế biến rau quả Deveco tại huyện Mai Sơn như chanh leo, dứa, ngô ngọt, rau chân vịt với sản lượng đạt khoảng gần 360.000 tấn đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy. Hiện nay Deveco đang phối hợp với các huyện thành phố triển khai trồng các vùng nguyên liệu như là dứa, ngô ngọt, chanh leo, đồng thời Deveco cũng đang triển khai liên kết các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn trong việc sản xuất bao tiêu sản phẩm của người dân, đảm bảo giá mua phù hợp với giá thị trường ổn định thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã thị trấn. Huyện Yên Châu hiện có trên 10.115 hecta cây ăn quả các loại. Năm 2020 do ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, nhiều loại nông sản của huyện gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Để đảm bảo xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nhất là hoa quả theo quan đề ra, huyện Yên Châu đã tập trung xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu, luôn quan tâm thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ quy trình chăm sóc, thu hái, bảo quản sơ chế, chế biến tại các doanh nghiệp, hợp tác xã đã ký cam kết thực hiện mã số vùng trồng, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn VGAP. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Năm 2020, huyện Yên Châu đã xuất khẩu 3.971 tấn quả các loại, trong đó có 3.331 tấn xoài, 640 tấn nhãn sang thị trường Trung Quốc. Giá trị tham gia xuất khẩu đạt 5,1 triệu đô la Mỹ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của huyện và tăng thu ngân sách địa phương. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 48 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với năm 2019 trong những năm qua thành phố sơn la đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới với phương châm dân biết dân bàn dân kiểm tra dân hưởng thụ thành phố sơn la đã chỉ đạo các địa phương bổ sung quy ước hương ước của tổ bản những nội dung mới để xây dựng nông thôn mới để thuận lợi trong quá trình bàn bạc quyết định tham gia của nhân dân thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng sau 5 năm triển khai thực hiện từ năm 2015 đến nay, thành phố Sơn La đã huy động được nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 697,5 tỷ đồng, trong đó đã huy động nguồn lực của nhân dân là 63,3 tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân còn hiến đất, cây cối hoa màu, vật liệu và trên 160.000 ngày công lao động. Do làm tốt việc công khai minh bạch dân chủ nên quá trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Sơn La gặp nhiều thuận lợi, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đến nay 100% các xã trên địa bàn thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới và có một xã là Trường Sôm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, tiếp tục với chương trình mời quý vị đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua xác định việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông sản là giải pháp then chốt trong khâu tạo đột phá về nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm nông sản người dân trên địa bàn huyện Mai Sơn đã khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước làm thay đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần tạo động lực thực hiện mục tiêu xóa so đói giảm nghèo và phát triển bền vững ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên Trang Ngày Mới. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong sản xuất nông nghiệp, huyện Mai Sơn đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển hàng hóa và thu nhập ổn định. Đặc biệt, huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng ứng dụng rộng rãi nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống phân bón, các biện pháp thâm canh vào sản xuất. Từ việc áp dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện đã xây dựng được nhiều vùng liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo bước đột phá mới trong phát triển sản xuất. Từ khi lắp cái hệ thống tưới ẩm cho vườn thì chúng tôi chủ động được về về nguồn nước cho cây, không bị hạn hán và chủ động trong việc bón và cho cây ăn theo đúng cái chương trình mà. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở tiểu khu 8 xã Nà Báo huyện Mai Sơn là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, mỗi năm thu nhập hàng tỷ đồng nhờ trồng na thái và na hoàng hậu. Với diện tích ban đầu là 4 hecta, chỉ áp dụng kỹ thuật tạo tán, cắt tỉa cành và thụ phấn cho na nên năng suất tăng gấp 3 đến 5 lần cách làm truyền thống. Sản phẩm quả na chị trồng mẫu mã to đẹp, thịt dai, vỏ mỏng, ăn rất ngọt. Trong vụ mùa năm nay, chị đã thu được trên 20 tấn quả, với giá bán trung bình từ 65 đến 70 000 đồng một kg. Trừ chi phí, gia đình chị thu nhập gần 1 tỷ đồng. Như gia đình tôi là cắt tỉa giải vụ và từ khâu phân bón cho đến khâu tưới là làm giải vụ ra thì thu hoạch từ 4 đến 5 tháng thì là để một là đạt năng suất cao hơn mà hai là giá thành thu hoạch cũng được cao hơn. Hợp tác xã Đại Phát ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn có tổng diện tích đất trên 80 hecta với 25 thành viên. Hợp tác xã chủ yếu trồng các loại cây quả cho giá trị kinh tế cao như xoài, bưởi và cam. Nhờ áp dụng khoa học công nghệ và trồng trọt, vụ mùa vừa rồi, hợp tác xã thu được trên 200 tấn xoài, 250 tấn nhãn, 40 tấn chanh leo. Đời sống người dân trong hợp tác xã ngày càng ổn định, thu nhập của các xã viên trung bình từ 200 đến 250 triệu đồng. Quản lý và tuân thủ theo cái quy trình mà thuốc bảo vệ thực vật và thứ ba nữa là thời gian cách ly và tư nữa là cái trong thời gian hiện nay hợp tác xã cũng đang áp dụng là kết hợp khoa học kỹ thuật để đang làm xoài giải vụ. Có thể thấy việc phát triển nông nghiệp áp dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện Mai Sơn đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, huyện Mai Sơn có trên 10.000 hecta cây ăn quả các loại, sản lượng ước đạt trên 41.500 tấn. Có 87 hecta được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu và 112 hecta được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Phòng cũng đã tham mưu cho ủy an huyện trình ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ huyện về cái đề án ứng dụng khoa công nghệ cũng như gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đó là cái cơ sở để ủy ban huyện lãnh đạo chỉ đạo cái việc ứng dụng khoa học công nghệ trong cái giai đoạn sắp tới 2021-2025. Với mục tiêu hướng đến phát triển ngành nông nghiệp bền vững, huyện Mai Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát huy mọi nguồn lực khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Đồng thời, chú trọng việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao phù hợp với thế mạnh của từng vùng để tập trung phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao để mở rộng thay thế diện tích cây lương thực trên đất dốc, đặc biệt là các mô hình hợp tác xã sản xuất theo quy trình việt gáp, từng bước nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. Kết bạn nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với góc cuộc sống. thưa quý vị đến với những bản làng ở vùng cao tây bắc thì một trong những điểm nhấn có sức hút mạnh mẽ đối với du khách đó chính là hình ảnh của những chiếc cọn nước bình dị ngày đêm miệt mài cõng nước giúp cho việc phục vụ đời sống cũng như sinh hoạt của đồng bào các dân tộc vùng núi cao tây bắc và trong góc cuộc sống sáng nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những công trình độc đáo do chính bàn tay của những người dân tây bắc sáng tạo ra Cộng đồng các dân tộc Thái, Mường, Tây Nùng giao ở khu vực miền núi Tây Bắc được coi là những người làm cọn nước giỏi nhất với những cọn nước đủ các kích thước và hoạt động rất hiệu quả. Do đặc điểm lựa chọn vị trí cư trú gần các dòng suối nên từ xa xưa, các cư dân Tây Bắc đã sớm biết chế tạo và sử dụng cọn nước như một chiếc máy dẫn nước vào tưới ruộng, phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc dẫn nước về bản làng để sinh hoạt du khách thập phương sẽ không khỏi thán phục khi biết đến những chiếc cọn nước cỡ lớn có thể đưa nước lên tới độ cao 8 mét tức là cao hơn cả chiều cao của những ngôi nhà hai tầng hiện nay những vòng quay miệt mài bình dị của cọn nước cũng mang trong mình ước vọng cuộc sống đủ đầy đồng thời cũng thể hiện năng lực vươn lên chinh phục làm chủ tự nhiên của con người góp phần tạo nên nét đẹp rất riêng cho cảnh sắc núi rừng tây bắc Vâng thưa quý vị, những chiếc cọn nước giữa đại ngàn đã minh chứng cho sự khéo léo và khả năng sáng tạo của đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong hành trình chinh phục thiên nhiên. Và cọn nước đã trở thành hình ảnh vô cùng thân thuộc của bản làng, thành nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái hay Mường ở vùng núi cao Tây Bắc. Nét mình bên những dòng suối xanh mát và những mái nhà sàn xinh xắn với khói lam chiều nhẹ nhẹ, cọn nước đã góp phần tạo nên nét đẹp rất riêng có của cảnh sát núi rừng Tây Bắc tới đây thì chương trình chào ngày mới sáng nay cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chúc quý vị có một ngày mới thành công xin chào và hẹn gặp lại